Ngày 14 tháng 9, hai thượng nghị sĩ Mỹ đến từ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã giới thiệu một dự luật, trong đó đề xuất việc nước này sẽ coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố. Vấn đề này đang được Ukraine ủng hộ mạnh mẽ, song vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Theo đó, các thượng nghị sĩ này cho rằng Nga nên bị liệt kê vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố vì điều này sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ đối với không chỉ Ukraine mà các đồng minh của Mỹ đồng thời gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Hiện chưa rõ liệu dự luật có được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện hay không, nhưng hai thượng nghị sĩ này đã kêu gọi ủng hộ bằng văn bản trong nhiều tháng và thậm chí đã có chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7 nhằm thúc đẩy điều này. Dự luật đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ khác trong quốc hội, tuy nhiên Tổng thống Joe Biden cho biết ông không có kế hoạch liệt Nga vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Các quan chức chính phủ Mỹ cho rằng việc đưa Nga vào danh sách này không phải là cách hiệu quả nhất để buộc Nga chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Ukraine và điều này có thể cản trở việc vận chuyển viện trợ nhân đạo tới Ukraine. Nga đã cảnh báo rằng quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ đi xuống hoặc thậm chí bị cắt đứt nếu Mỹ đưa nước này vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố hiện nay đang bao gồm Iran, Triều Tiên, Cuba và Syria.